Xem ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, tốt cho mọi việc, khai trương, động thổ, làm nhà, cưới hỏi, lập ban thờ, mua xe, nhập trạch, bốc bát hương. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tháng 10 âm lịch là một trong 3 tháng cuối của năm 2022. Trong thời gian này là lúc mà mọi người đang cố gắng nỗ lực hoàn thành nốt những mục tiêu còn đang dang dở của năm. Bởi vậy, việc lựa chọn ra được thời điểm tốt để thực hiện mọi việc được hanh thông thuận lợi là điều mà ai cũng mong muốn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch năm 2022, giúp quý vị tìm ra được những ngày tốt đẹp nhất để thực hiện những công việc như là nhập trạch, khai trương, cưới hỏi, lập ban thờ, bốc lại bát hương. Kiến thức này được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt tư vấn, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi đã chia sẻ. Những nội dung chính ngày hôm nay của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn bao gồm 5 nội dung sau. 1. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. 2. Những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 10 âm lịch. 3. Những ngày tốt cho việc gì, chi tiết cụ thể những việc cần làm trong ngày này. 4. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào thì không dùng được những ngày tốt này. 5. Tuổi nào dùng được những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Đó chính là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tháng 10 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 dương lịch đến ngày 23 tháng 11 dương lịch. Tháng 10 là tháng Tân Hợi, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Hợi, ngày 30 là ngày Canh Thìn. Trong tháng 10 có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất ở tháng 10 âm lịch. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là ngày sát chủ. Ngày sát chủ tháng 10 là những ngày Dậu, bao gồm các ngày 11 ngày Quý Dậu, 23 Quý Dậu, những ngày này ta kiêng kỵ tuyệt đối không làm việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh là ngày Thọ Tử. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày Thân, bao gồm có hai ngày là ngày mùng 10 Canh Thân và 22 ngày Nhâm Thân. Hai ngày này cũng kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Phá là những ngày Tỵ, bao gồm có hai ngày, ngày mùng 7 Đinh Tỵ và ngày 19 Kỷ Tỵ. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa và không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần phải loại bỏ là ngày thiên địa chuyển sát. Trong tháng 10, ngày thiên địa chuyển sát là ngày mùng 2 Nhâm Tý và ngày 26 Bính Tý. Ngày xấu thứ năm cần tránh là ngày tam nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá hoại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 10, ngày tam nương bao gồm những ngày sau, ngày mùng 3 Quý Sửu và ngày mùng 7 ngày Đinh Tỵ, trùng với ngày Nguyệt Phá. Ngày 13 là ngày Quý Hợi, ngày 18 Mậu Thìn, ngày 22 Nhâm Thân, trùng với ngày sát chủ, và cuối cùng là ngày 27 ngày Đinh Sửu. Đó chính là 6 ngày tam nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày này cũng kỵ mọi việc. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau: ngày mùng 5 Ất Mão, ngày 14 Giáp Tý và cuối cùng ngày 23 Quý Dậu. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Con Nước là ngày 11 Tân Dậu, ngày 25 Ất Hợi. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 Quý Dậu, trùng với ngày Nguyệt Kỵ. Đó chính là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ vì những ngày này chủ về phá hoại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc và gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt ở trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ ngày âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch.
Tháng 10 âm lịch có nguyệt kiến tại Hợi gồm có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Trước Lập Đông là một ngày là Tứ Tuyệt, sau Lập Đông Tam Sát tại Tây, ba phương Thân Dậu, Tuất Kỵ, Tu Tạo, Động Thổ. Ngày đầu tiên chúng ta xét là những ngày Hợi, ngày trực kiến, Bất Lợi khởi tạo, khai trương, xá thú, nhập trạch, xuất hành, an táng, dùng nó thì bị chiêu quan tư, tổn gia trưởng. Ngày 25 Ất Hợi chỉ nên làm việc nhỏ nhưng lại bị phạm mấy con nước, nói chung ngày Hợi tháng 10 không được tốt, vậy nên không dùng được thì tốt hơn. Ngày thứ hai ta xét là ngày Tý. Ngày Tý trực trừ tuy được ngũ hành vượng tướng nhưng là chỗ khởi đầu sao giới của hai mùa thu và đông nên chuyển sang sát tinh xấu, có thể gây ra thương tích, không nên dùng. Chỉ có ngày 14 sát Tý là không bị chuyển sát vì có thiên xá nên dùng được, nhưng tiếc là ngày này bị phạm nguyệt kỵ nên không dùng được. Ngày thứ ba ta xét là ngày Sửu. Ngày Sửu trực mãn có thiên phú, thiên thành tốt, có thiên tạc là xấu. Ngày 27 Đinh Sửu là ngày mùng 3 Quý Sửu, bị sát tập nhập trung cung, bất lợi cho việc khởi tạo xá thú. Kỵ tổ chức ca nhạc, ồn áo hay chiêng trống om sòm, làm kinh động đến thần sát, gây tổn hại người và súc vật. Ngày 15 Ất Sửu cũng không nên dùng, chỉ có thể làm động tác và mộ cúng tế. Phạm hễ kim nhập vào cung Sửu, ngũ hành vô khí lại bị phạm thiên tạc, nguyện yểm trợ thành hung hiểm, vậy nên những ngày Sửu cũng không nên dùng. Ngày thứ tư ta xét là những ngày Dần. Ngày Dần trực bình có thiên phố, thiên thành, lại đến châu tinh nên việc đến cửa quan thì tan biến. Chỉ có ngày mùng 4 sắp Dần là tốt nhất, các ngày Dần khác như ngày 16 Bính Dần và ngày 28 Mậu Dần đều xấu, không nên làm việc gì. Vậy trong những ngày Dần chỉ có ngày mùng 4 sắp Dần là tốt. Ngày thứ năm ta xét đến là ngày Mão trực định. Ngày mùng 5 Ất Mão có thiên đức nhưng phạm nguyệt kỵ không nên dùng. Ngày 29 Kỷ Mão nên động thổ, hưng công, đặt táng cột, gác đòn rông, gia thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương, dùng thì được sao tốt chiếu. Còn lại ngày 17 Đinh Mão thì dùng được thứ cát. Như vậy những ngày Mão chúng ta có hai ngày tốt là ngày 29 Kỷ Mão và ngày 17 Đinh Mão. Ngày thứ sáu ta xét là ngày Thìn trực chấp. Ngày 30 Canh Thìn bất lợi, xấu không dùng được, chỉ có ngày mùng 6 Bính Thìn là có thể phá núi, phát cỏ, an táng được thứ cát. Ngày 18 Mậu Thìn thì sát nhập tập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, đại hung. Như vậy trong tháng Thìn chỉ có ngày mùng 6 Bính Thìn là ngày tốt nhất. Ngày thứ 7 ta xét là những ngày tị trực phá. Có tiểu hồng sa lại bị phạm châu tước, câu giảo, hơn nữa lại bị nguyệt kiến xung phá, mọi việc chẳng nên làm. Ngày mùng 7 Đinh Tỵ phạm tránh tứ phế, rất xấu, phạm thì dù uy danh dữ dội, cũng bị tiêu tan, nạn xấu xảy đến, hao tổn về tiền bạc. Ngày 19 Kỷ Tỵ xấu không dùng được vào việc gì. Ngày thứ 8 ta cần xét là những ngày ngọ trực quy, có huỳnh sa. Ngày mùng 8 Mậu Ngọ và ngày 20 Canh Ngọ dùng vào những việc nhỏ thì được thứ cát. Ngày thứ 9 ta xét là những ngày Mùi trực thành. Ngày mùng 9 Kỷ Mùi và ngày 21 Tân Mùi dùng vào việc nhỏ thì được thứ cát. Ngày thứ 10 ta xét là những ngày Thân. Ngày Thân trực thu lại phạm đáo châu tinh, dùng ngày này chiêu quan tư, tổn nhân khẩu. Trong tháng 10 các ngày Thân bị phạm ngày Thọ Tử, không nên dùng. Ngày thứ 11 ta xét là ngày Dậu. Ngày Dậu trực khai. Các ngày 23 Quý Dậu và 11 Tân Dậu dùng làm việc nhỏ thì được thứ cát, tuy nhiên trong tháng 10 những ngày Dậu phạm vào ngày sát chủ, vậy nên kiêng kỵ không dùng được. Ngày cuối cùng ta xét là những ngày Tuất trực bế, có hỏa tinh. Ngày 24 Giáp Tuất có nguyệt đức nên dùng vào việc hôn nhân, khai trương, xuất hành nhưng bất lợi về khởi tạo, động thổ, mai táng, sở chỗ ở thì được đại cát. Ngày 12 Nhâm Tuất trong việc điều hung bại, không nên dùng. Như vậy thì chúng ta đã xét xong những ngày tốt ở tháng 10 âm lịch bằng cách sử dụng đồng công trạch nhật. Nội dung tiếp theo mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị biết được những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch này tốt cho việc gì, tốt cho ai và những ai không nên dùng vào những ngày này. Trong tháng 10 âm lịch có 6 ngày tốt lần lượt là các ngày sau. 1. Ngày mùng 4 sắp dần là tốt nhất, đại cát làm được mọi việc. Ngày này kỵ những người tuổi Thân, đặc biệt xấu những người tuổi Canh Thân, hợp với người tuổi Tỵ, Ngọ Tuất và những người có thiên can Sáp và thiên can Tân, trừ tuổi Giáp Thân 1944 và 2004. 2. Ngày 29 Kỷ Mão nên động thổ, hưng công, đặt táng cột, gác đòn rông, giá thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương, dùng thì được sao tốt chiếu. Ngày này kỵ những người tuổi Dậu, tốt cho những người tuổi Tuất, Mùi, Hợi và những người có thiên can, Ất, Nhâm, Quý, trừ tuổi Ất Dậu 1944 và 2004 và tuổi Quý Dậu 1993. 3. Ngày 17 Đinh Mão dùng thì được thứ cát, ngày này kỵ những người tuổi Dậu, tốt cho những người tuổi Tuất, Mùi, Hợi và những người có thiên can Ất, Nhâm, Quý, trừ tuổi Ất Dậu 199.
trừ tuổi Ất Dậu 1944, 2004 và tuổi Quý Dậu 1993. 4. Ngày 8 Mậu Ngọ dùng cho việc nhỏ thì được thứ cát. Ngày này kỵ những người tuổi Tý, hợp với những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can Đinh, Kỷ, Tân. 5. Ngày 20 Canh Ngọ dùng việc nhỏ thì được thứ cát. Ngày này kỵ những người tuổi Tý, hợp với những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can Đinh, Kỷ, Tân. 6. Ngày 24 Giáp Tuất có Nguyệt Đức nên dùng vào việc hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhưng bất lợi về khởi tạo, động thổ, mai táng, rời chỗ ở thì được đại cát. Ngày này kỵ những người tuổi Thìn, tốt cho những người tuổi Mão, Dần, Ngọ. Trên đây là 6 ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã sử dụng sách Ngày Tốt Toàn Thư tìm ra những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy nhanh tay chép lại, chụp lại màn hình để lựa chọn cho mình những ngày tốt nhất để có thể chủ động hơn trong công việc. Mọi thắc mắc của quý vị xin vui lòng comment ở ô bình luận bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được chuyên gia tư vấn trực tiếp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!